quý vị trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, giúp chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ A Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Julie Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp bài bình luận của tác giả Vũ Linh với chủ đề Biden tìm phao để khỏi chết chìm. Chúng ta sẽ nghe tiếp về vấn đề văn hóa thức tỉnh. Cụ Biden từ xưa đến nay đã là một chính khách có tư tưởng cấp tiến, nhưng không quá cực đoan, tương đối ôn hòa, với bản tính cũng không có gì quá quắt, không gây tranh cãi nhiều, có khuynh hướng tương đối dĩ hòa vi quý. Trước áp lực mạnh của khối cực tả trong đảng Dân Chủ, những đức tính đó biến cụ thành nhu nhược, dễ cuốn theo chiều gió. Cụ cũng hiểu rõ qua những lần thử lửa tranh cử tổng thống thất bại trước đây là bây giờ thành công vào được Tòa Bạch Ốc hoàn toàn nhờ hậu thuẫn của khối cấp tiến cực đoan nhất, không thua gì hậu thuẫn của khối da đen. Kết quả là mắc nợ phải trả, cụ trở thành con rối của cánh tả cực đoan của Đảng Dân Chủ cũng như của khối dân da đen. Sự lộng hành của khối thiên tả cực đoan nhất không đâu hiển hiện bằng trong giáo dục tiểu học, khi các tay thiên tả cố mang những chính sách thức tỉnh quái dị nhất vào các trường tiểu học, thậm chí cả mẫu giáo, giảng dạy về đồng tính, chuyển giới, cầu tiêu chung, thủ dâm, phá bỏ gia đình, hủy bỏ thi cử, chấm điểm, da trắng tàn ác kỳ thị, vân vân, viết lại lịch sử, sáng tạo văn hóa thức tỉnh mới, vân vân. Đưa đến tình trạng các chính sách gọi là thức tỉnh thiên tả điên cuồng nhất đã thống trị nước Mỹ. Dư diễn đàn trái chiều đã viết: những giá trị căn bản về tôn giáo, văn hóa, gia đình, đạo đức và nhân cách cá nhân, nền tảng cho nhân loại có thể sống chung với nhau từ mấy ngàn năm nay, bị lật bốn vó lên trời, trật tự xã hội rối loạn, con người mất phương hướng, trai gái lẫn lộn, ma túy tự do, con rơi con rớt, phá thai thả giàn, giáo dục tẩy não một chiều, thầy cô quản giáo cướp quyền bố mẹ, cướp cạn được phong thánh, cảnh sát là ác quỷ, thượng tôn ra này ra kia, bầu cử gian lận, đưa những người bất tài bất xứng lên lãnh đạo. Tiếp đến là vấn đề mất hậu thuẫn và nguy cơ mất quốc hội. Dân Mỹ lạc quan, dễ tin những lời hứa trăng, hứa cuội của Biden khi ra tranh cử, nhưng họ không ngu. Hậu thuẫn của cụ Biden rất nhanh và nhiều hơn sung dụng trong nửa năm qua. Diễn đàn trái chiều này trong trang tin tức mỗi tuần đều cho thấy những tỷ lệ hậu thuẫn ngày một giảm, trong hết khối cử tri này qua tới khối cử tri khác, hết vấn đề này tới vấn đề khác, có thể nói đến độ đọc mãi phát nhàm chán, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, còn chuyện gì hay ho hơn nữa không? Để có thể là cảm giác của một vài độc giả, nhưng sự thật là những tỷ lệ hậu thuẫn thê thảm này đang làm các chính khách của Đảng Dân Chủ điên đầu. Từ các ứng cử viên quốc hội liên bang đến các thống đốc, các ứng cử viên các chức vụ tiểu bang, vì họ tất nhiên cũng lãnh đủ tai bay vạ gió, không biết bao nhiêu người sẽ mất job trong kỳ bầu cử cuối năm nay. Quái lạ hơn, truyền thông dòng chính xưa nay vẫn là cái loa phường cho Đảng Dân Chủ, bất thình lình lật lọng, viết những bài tham luận mà các cụ vẹt đọc sẽ thấy chói tai gai mắt. Chê bai cụ Biden hơi mạnh. Dĩ nhiên đám truyền thông này dù sao cũng khó nhắm mắt tung hô cụ Biden một cách mù quáng, vô thưởng vô phạt như các cụ vẹt tị nạn. Truyền thông Mỹ không nhận thức được suy nghĩ của khách hàng của họ thì bảo đảm sẽ mất cả vạn hay cả triệu độc giả và khán thính giả ngay lập tức, nghĩa là mất tiền bộn. Một vài thí dụ điển hình của truyền thông đã đổi giọng để quý vị nào có hứng thú có thể thưởng lãm: MSN, Biden vật lộn với vô số khủng hoảng; CNN, bất lực trước khủng hoảng tứ bề chung quanh; NBC, trong hội trường một Tòa Bạch Ốc mất phương hướng; USA Today, cái hại vô vàn của những sự cương ẩu của Biden; The Hill, tại sao Đảng Dân Chủ thấy hậu thuẫn thấp nhất lịch sử; Real Clear Politics, Biden quá già, Kamala không đáng kể, Đảng Dân Chủ tự hủy diệt. Ghi chú, tất cả các báo trên đều thuộc khuynh hướng cấp tiến, mù quáng ủng hộ Đảng Dân Chủ và cụ Biden. Vấn đề kế tiếp, những biện pháp khỏa lấp, dụ dỗ. Những thất bại của chính quyền Biden quá lớn và quá trầm trọng, lại không có biện pháp nào cứu chữa.
Do đó, chỉ còn một cách duy nhất để cứu Đảng Dân Chủ nói chung và cứu chính cụ Biden là lái dư luận qua những chuyện khác, hy vọng sẽ khỏa lấp những thất bại và cử tri sẽ mắc bẫy. Tình hình thời sự bất ngờ xảy ra một số biến cố, chính quyền Biden mau mắn vồ lấy, thổi phồng và khai thác tối đa trong mục đích đánh chống lãng. Một loạt đề tài mới được khu chương chống hơn vỡ chợ. Về vấn đề Ukraine, như diễn đàn trái chiều đã viết, chiến tranh Ukraine có thể đã là cái phao cứu sống cụ Biden đang chết chìm trong đủ loại khủng hoảng. Bình thường, dân Mỹ rất ái quốc, luôn luôn xếp hàng sau lưng Tổng thống mỗi khi có xung đột hay chiến tranh với các nước khác. Trong khi chiến tranh bình thường đã là đề tài vĩ đại, thu hút tất cả chú tâm của cả truyền thông lẫn dân Mỹ, giúp tất cả những khó khăn của cụ Biden đi vào lãng quên. Tuy nhiên, dân Mỹ cũng là dân nổi tiếng với tính kiên nhẫn mỏng hơn tờ giấy. Bất kể có chính nghĩa hay không, cuộc chiến nào cũng chỉ được hậu thuẫn mạnh trong thời gian đầu, vài tháng hay nhiều lắm là vài năm, sau đó sẽ đi vào lãng quên hay tệ hơn nữa, bị chống đối kịch liệt. Cuộc chiến Ukraine mà cụ Biden đã bám vào, thổi phồng để tự cứu chính mình và cứu Đảng Dân Chủ, đang đi vào lãng quên rất nhanh chóng, nhất là đó lại là một cuộc chiến rõ ràng ủy nhiệm. Chẳng có một anh chị lính Mỹ nào can dự, bị thương hay bị chết, khác xa cuộc chiến tại Việt Nam hay Afghanistan, Iraq đều là những cuộc chiến mà dân Mỹ ủng hộ rất mạnh trước khi mất kiên nhẫn, chống đối là còn mạnh hơn nữa. Tiếp đến là vấn đề phá thai. Tối cao pháp viện thụ lý một vụ kiện về phá thai và nhân đó có thể có biện pháp thu hồi án lệ Roe kiện Wade, trao quyền ra luật phá thai cho các tiểu bang đúng như hiến pháp quy định. Phe ủng hộ phá thai sợ một số tiểu bang sẽ ra luật phá thai rất gắt, thậm chí có thể cấm phá thai luôn, nên tình cờ một bản nháp của phán quyết tối cao pháp viện bị xì ra. Thế là phe ta nhảy nhổm hơn điều phải vôi, chống lại dự tính của tối cao pháp viện. Chính quyền Biden mau mắn vồ lấy cơ hội, đập chiêng gõ trống đinh tai để một lần nữa khai thác tối đa, với hy vọng lái dư luận quần chúng vào vấn đề này, quên đi những lạm phát, giá xăng, giá nhà, di dân lậu, vân vân. Đây là đề tài sốt dẻo nhất đối với đám phụ nữ trẻ ham vui vô trách nhiệm, cũng là khối cử tri nòng cốt của Đảng Dân Chủ. Khích động họ càng mạnh thì họ sẽ đi bầu càng đông cho Dân Chủ. Tiếp theo là vấn đề súng đạn. Chuyện bắn giết tập thể loạn đả tiếp tục ở Mỹ ngay cả sau những thảm trạng ở Buffalo và Uvalde. Chỉ trong 4 ngày cuối tuần nhân dịp lễ Memorial Day đã có tới 12 vụ bắn giết tập thể được định nghĩa là bắn giết có trên 4 người bị chết hay bị thương. Kết quả là những vụ bắn giết trong dịp cuối tuần đó đã có 8 người chết và 55 người bị thương. Ngay trong tuần trước đã lại xảy ra một vụ bắn chết 4 người trong ở bệnh viện ở Tulsa, tiểu bang Oklahoma. Cả 4 nạn nhân đều là da trắng, thủ phạm là da đen. Không nghe truyền thông hô hoán da trắng thượng tôn giết da đen. Cụ Biden rình ràng lên TV đọc diễn văn, vũ như cần, chẳng có gì mới. Xác nhận cụ không có ý định tịch thu súng của dân, chỉ là muốn kiểm soát gắt gao hơn việc mua và sở hữu súng thôi. Có thể cấm bán một vài loại súng tự động. Bài ca con cá vàng cả chục tổng thống đã ca rồi, để rồi vẫn chẳng ai thấy gì ngoài vài biện pháp lắt nhắt hoàn toàn vô hiệu, lấy cho có. Nhưng quý vị có thể tin chắc chính quyền Biden sẽ tiếp tục khua chiêng chống vụ súng đạn, đổ thừa cho phe Cộng hòa chủ trương tung súng tràn ngập thị trường để thiên hạ bắn nhau chết bỏ. Chống súng đạn thường là đề tài rất ăn khách và với các bà có gia đình. Một đề tài khác kích động giới này đi bỏ phiếu cho Dân Chủ cuối năm nay. Tiếp đến là vấn đề xóa nợ cho sinh viên. Một vấn đề chính quyền Biden đang cố làm lớn chuyện đó là việc xóa nợ học cho cả triệu sinh viên. Đây cũng lại là món quà vĩ đại mà cụ Biden đang rất muốn tặng cho đám sinh viên để mua phiếu của chúng. Tuyệt đại đa số sinh viên Mỹ đi học đều mượn tiền của chính quyền liên bang để trang trải học phí rất cao. Nếu ra trường có việc làm lương cao thì còn trả nợ được nếu muốn. Ngược lại nếu không tốt nghiệp hay tốt nghiệp mà không tìm được việc làm tốt, lương cao thì rất khó trả nợ. Do đó, cách lấy phiếu của đám sinh viên mắc nợ này là xóa nợ cho chúng, dĩ nhiên. Nhưng vấn đề không dễ, vì xóa nợ kiểu này sẽ bị cả triệu sinh viên đã hay đang cố trả hết nợ coi như là một bất công vĩ đại. Quyệt nợ bây giờ được tưởng thưởng trong khi chăm chỉ trả nợ thì bị thiệt thòi lớn. Đã vậy, xóa nợ bằng tiền thuế của dân cũng có nghĩa là lấy tiền của những anh nhà nghèo không có tiền đi học đại học, phải cong lưng đi làm rồi đóng thuế để xóa nợ của mấy tay con nhà giàu có, khỏi đi làm mà được đi học bằng tiền vay mượn, bây giờ được miễn trả. Thuần túy trên phương diện kinh tế thì việc xóa cả tỷ tiền nợ sẽ có nghĩa là đổ vào kinh tế cả tỷ bạc trong thời buổi lạm phát mạnh này.
Trên phương diện công bằng xã hội thì hiển nhiên không thể xóa một xu nợ nào của bất cứ ai, nhưng xóa nợ cho cả triệu sinh viên là cái mồi quá lớn cho cuộc bầu cử tới. Cụ Biden sẽ không thể bỏ qua được. Lấy phiếu cái đã rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau. Đó chính là lý luận căn bản của các chính trị gia. Tiếp đến là vấn đề điều tra biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vẫn chỉ là một mánh dương đông kích tây lái dư luận ra khỏi những thất bại của Biden. Quý vị có thể đọc thêm chi tiết trong trang tin tức tuần này. Tất cả sẽ là gia tài thảm họa lớn nhất mà cụ Biden để lại cho hậu thế chỉ trong một năm đầu. Với hậu thuẫn càng ngày càng sa sút vì khó khăn chồng chất, tương lai của cụ Biden đen tối hơn đêm 30. Cái vui lớn của cộng đồng tị nạn là bớt nghe các cụ vẹt hò hét nhảm. Và thưa quý vị, bài viết của Bình Đại gia Vũ Linh đến đây đã chấm dứt. Chúng ta thấy trong cái bài bình luận này không có một ánh sáng nào le lói cuối đường hầm cả. Vẫn là như cũ, vẫn là thê thảm, vẫn là mà trong tương lai còn nhiều dự đoán, còn thê thảm hơn nữa. Vấn đề lạm phát sẽ kéo dài, sẽ gia tăng. Rồi những người thí dụ như bây giờ còn đang thông thả một chút, tại vì họ có những tiền để dành họ, hoặc là nó mới thì cũng chưa có đến nỗi mà suy sụp lắm. Nhưng mà thời gian dài rồi sao? Dân Mỹ sẽ phải thắt lưng buộc bụng, sẽ phải tiết kiệm nhiều lắm. Cái thành ngữ mà thắt lưng buộc bụng chúng ta đã quá rõ, tại vì khi mà chúng ta sống ở thời xưa còn ở Việt Nam mà chúng ta đã biết rồi. Với một cuộc chiến thê thảm như vậy, khốc liệt như vậy, mà một đất nước chiến tranh bao nhiêu năm, chúng ta càng ngày mỗi một lần mà có một cái vấn đề mà thực phẩm xăng tăng, rồi tất cả mọi thứ đều tăng, rồi hồi đó bọn tàu chợ lớn đầu cơ tích trữ và làm giàu trên xương máu của người dân Việt Nam, thì chúng ta thấy là chúng ta phải thắt lưng buộc bụng, cứ mỗi ngày bụng của người dân nó càng thắt chặt lại, càng nhỏ xíu đi, cái eo nhỏ xíu thôi, chúng ta đã biết rồi. Qua bên này thì thôi, nếu mà mình nói theo cái kiểu mà bây giờ có nhiều người cũng nghĩa là sống bao nhiêu năm ở nước Mỹ này, gọi là phải nói là giàu có sang trọng, rồi ngày nào cũng phải cứ ăn toàn đồ cao lương mỹ vị no đủ hết, xong rồi lại phải đi tập, rồi phải đi uống thuốc giảm nghĩa là giảm mỡ, giảm đủ thứ hết, thì bây giờ thắt lưng buộc bụng đi để cho nó nhẹ, rồi cho nó vậy thì cũng được, một nghĩa là nhất cử lưỡng tiện thì cũng không sao. Tại vì bây giờ cũng chẳng trách ai được, tại vì chính quý vị đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, ủng hộ cho Joe Biden, thì bây giờ cái hậu quả là phải chịu. Chỉ tiếc là những người đã nhìn thấy cái chuyện này trước, đã biết được như vậy rồi mà vẫn phải gánh chung một cái nợ đó, gánh chung một cái nghiệp đó, là phải nói là tại sống chung thì phải cộng nghiệp thôi. Nên là chịu, chúng biết mà không làm gì được, biết mà nói cũng như không thôi, để cho họ. Nhưng mà quý vị biết hiện nay có nhiều người cũng đã hiểu được rồi, và họ đã quay trở lại để ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, với lại họ mong đợi một cái sự thay đổi. Và nói đúng ra là họ mong đợi Tổng thống Trump có thể quay lại chính trường. Nhưng mà còn một số người họ rất ngoan cố, họ không biết phục thiện, họ vẫn còn là lớn lối, và họ nói nhiều, nghĩa là họ hướng dẫn dư luận vẫn sai lầm như cũ, vẫn bốc phét như cũ, và họ không chỉ nhìn thấy những cái gì mà trước mắt, họ chỉ cần có lợi ích cho họ. Thí dụ như là mỗi một tháng họ được thêm vài trăm hoặc là một cái gì đó giúp đỡ thôi, là họ bắt đầu họ không để ý tới cái gọi là cái sự gọi là chung chung cho mọi người, gọi là hạnh phúc chung của mọi người đồng đều hết, họ lại không muốn như vậy. Cho nên chúng ta đành chịu thôi. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.